Hello, xin chào tất cả anh em. Cách tiếp con Wasino 550 anh em. Dài 1,5 m, có băng 370, qua dao 220. Lỗ 32, mâm cặp 200, chốt phải. Điện 3 pha 308 nha. Con này băng bàn còn đẹp nha anh em. À, chào cả em. Xe tốc độ 275. Răng nha. Đây. Tự động đằng trên. Rồng bằng dưới là thắng này. Thắng cơ này nha. Qua số khác tốc độ 83 B A E mà E 83 D155 cho nhanh luôn. AD tốc độ 1020 nha. Tốc độ 550. À, hơi kêu một đạn nha anh em, một đạn hơi rào rào nha. Hơi xào tí. Thay hai trái AB. Cái 35 32 10. Đủ nhông nha. Cái này đủ nè. Đủ không hơi xíu nữa. Có hai trái đây nha anh em. Và 5 30 hai hai trái AB nha. Hai trái đủ rồi. Anh em nào làm thì liên hệ nha. Chuẩn bị lên video con máy giặt chống tâm 1 m nha, máy giặt 860 người chống tâm 1 m nha. Chào anh em.